cần mạnh mẽ từ bên trong để phát triển không ngừng. MINO ơi! MINO thì chưa chơi với cây xương rồng này bao giờ. Tại vì lúc mà em mua cây xương rồng đấy, CC chơi một quãng thời gian xong rồi hết pin, xong em tìm mãi không được sạc. Thế xong rồi đến thời gian vừa rồi thì em mới nhớ ra sạc nó ở đâu. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fatom Energy. Bạn ấy vẫn rất là hào hứng với cái cây xương rồng đấy mà không chán. Bạn ấy có những cái đối với đồ chơi thôi, nhưng bạn ấy cũng hay xả hết năng lượng của mình vào những cái món đồ như thế. Cũng kiểu nhưng mà cũng vui mà, tại vì cái con này em thấy các bạn trẻ con rất là thích. Nếu mà đồ chơi nào mà bạn ấy cũng chơi được như thế thì tốt.